Chào mừng các bạn đến với khóa học kế toán tổng hợp, bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ. Đây là một loại hình đặc thù có tính dịch vụ hoạt động kinh doanh. Doanh thu bao gồm là phí bảo hiểm hoặc hoa hồng bảo hiểm đối với hoạt động nhượng tái bảo hiểm, còn các chi phí của mảng kinh doanh chủ yếu là chi hoa hồng, chi bồi thường và chi phí khai thác bảo hiểm. Phân loại được sự khác nhau giữa bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Chú ý các khoản thuế như thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng. Khóa học này sẽ giúp các bạn hiểu về công việc của một kế toán trong công ty bảo hiểm. Thành thạo mọi nghiệp vụ với mục đích cuối cùng là lập được báo cáo tài chính, phân tích xử lý toàn bộ các tình huống trong công ty bảo hiểm. Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu về nội dung của khóa học này. Nội dung trong khóa học sẽ được chia làm 3 nội dung chính. Nội dung liên quan đến khai báo dữ liệu đầu kỳ. Nội dung thứ hai, các bạn sẽ được hạch toán các hóa đơn chứng từ phát sinh trong năm tài chính đối với công ty bảo hiểm. Và nội dung thứ ba, hoàn thiện để lên báo cáo tài chính cuối năm. Trong phần nội dung đầu kỳ, các bạn sẽ được tìm hiểu về việc bàn giao sổ sách từ kế toán cũ, nắm được các số liệu cũng như quy trình của một công ty, thực hiện việc khai báo các dữ liệu đầu kỳ để chúng ta có được một báo cáo liên tiếp theo các năm. Kiểm tra, so sánh và đối chiếu sai sót giữa sổ tổng hợp và sổ chi tiết của dữ liệu đầu năm. Ở nội dung thứ hai, các bạn sẽ được làm trên các chứng từ thực tế của công ty bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Vì đây là công ty gồm hai mảng song song bao gồm thương mại và dịch vụ, trong đó dịch vụ là mảng nhân thọ và phi nhân thọ. Hướng dẫn cho các bạn thực hiện việc hạch toán các doanh thu liên quan đến mảng thương mại, hạch toán doanh thu đối với mảng dịch vụ và chi tiết cho dịch vụ bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Hạch toán cách bóc tách các chi phí đối với doanh thu của từng mảng, so sánh doanh thu và giá vốn để đối chiếu tỷ trọng lãi lỗ. Hạch toán các nội dung liên quan đến công cụ và tài sản cố định, thực hiện hạch toán nội dung liên quan đến tiền lương và bảo hiểm xã hội. Hướng dẫn thực hiện tính giá xuất kho đối với mảng thương mại và kiểm tra đối chiếu số lượng tồn kho so với báo cáo tài chính. Hướng dẫn thực hiện lập tờ khai thuế giá trị gia tăng phải nộp hàng tháng, hàng quý, thực hiện việc cân đối, khấu trừ thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn điều chỉnh đối với trường hợp bị sai tờ khai. Hướng dẫn hạch toán các nội dung liên quan đến chi phí bồi thường, chi phí thu hộ, chi hộ và các hoạt động liên quan đến tái bảo hiểm. Ở nội dung thứ ba, liên quan đến các công việc cuối năm, thực hiện lên báo cáo tài chính. Để lên được một báo cáo tài chính hoàn chỉnh thì chúng ta sẽ phải kiểm tra các chỉ tiêu trên bảng cân đối, kiểm tra lại các tỷ trọng trong báo cáo và cân đối các số liệu trước khi nộp báo cáo. Hướng dẫn thực hiện lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Hướng dẫn thực hiện việc in sổ sách và cách sắp xếp các hồ sơ chứng từ, lưu giữ nội bộ cũng như kinh nghiệm khi thanh tra quyết toán đối với công ty bảo hiểm. Đó là các nội dung chính khi các bạn tham gia vào khóa học đối với mảng bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Với các hình thức học đa dạng bao gồm học lớp tập trung, lớp online và một giáo viên kèm một học viên. Và đặc biệt là tất cả các hóa đơn chứng từ các bạn sẽ được học trên giáo trình online trong web riêng của ketoanviethung.vn. Và ngoài ra sẽ được học trên chứng từ của công ty mà các bạn đang làm việc. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ lúc này. Đăng ký nhận lộ trình tư vấn khóa học kế toán đối với mảng bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ bằng cách liên hệ đến số hotline 0988 68 0223